chào các bạn đến với kênh xe đạp ở trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong những video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn những cái mẫu xe địa hình, và trong video này mình có tiếp tục có về thêm một chiếc xe địa hình nữa mang thương hiệu Epiped màu đỏ trắng. Đấy, và tem của chiếc xe này thì rất là phá cách, phù hợp cho các bạn thanh niên trẻ tuổi hoặc là những cái quý khách mà nam giới tầm tuổi khoảng trên 30 tuổi là đi cũng khá là phù hợp, nó phong cách trẻ trung phá cách. Thì xe thì có đầu tiên thì vẫn là trang bị là khung nhôm, bởi vì tất cả những cái xe mà chúng tôi nhập về thì đều là những cái xe cũng không phải là cao cấp quá, nhưng mà với cái tầm tiền khoảng từ 6 triệu đồng đổ xuống thì chúng tôi luôn luôn phù hợp chọn lọc, chất lọc những cái dòng xe mà những cái model xe mà phù hợp với tầm giá mà quý vị bỏ số tiền ra để mua và là tốt nhất trong tầm giá. Nên chúng tôi tất cả chúng tôi đều là chọn lọc những cái phụ tùng tốt và những cái mẫu xe mà nước sơn của nguyên bản, và đặc biệt phải là khung nhôm, tại vì khung sắt thì nó sẽ rất là rẻ và nó sẽ gây cho chiếc xe chúng ta một cái trọng lượng rất là nặng, khi mà tập thể dục thể thao nó sẽ gây mất lực đạp của chúng ta rất là nhiều. Bởi vậy nên các cái chiếc xe đạp thể thao thì thường sẽ cấu tạo là trọng lượng, những cái vật liệu bằng trọng lượng nhẹ để là giúp đỡ mất lực cho những người đạp. Thế nên là chiếc xe Epiped chúng ta cũng là cấu tạo bằng khung nhôm. Thì như xe địa hình đều là có cái trang bị đùi đĩa 3 tầng để phù hợp với những cái địa hình khác nhau, mang thương hiệu là Santour, đùi đĩa 3 tầng mang thương hiệu Santour. Đằng sau thì xe được trang bị líp 7 tầng mang thương hiệu Shimano và bộ chuyển động quen rất là quen thuộc, đó là Shimano Tourlay. Xe có trang bị hệ thống phanh đĩa rất là an toàn và giúp cho chiếc xe thêm phần thể thao. Vành thì xe có vành của xe là được trang bị vành 26 nhôm một lớp và đi kèm với đũa lốc. Bộ lốp gai giúp chiếc xe có thể neo được những cái quãng đường dốc rất là dễ dàng, bởi vì nó là xe địa hình nên là được trang bị lốp gai nguyên bản. Quý vị có thể tùy chọn thêm option là thay cái lốp không có gai để đi trong thành phố. Đằng trước chiếc xe này có một cái gác ba ga nguyên bản này. Gác ba này để trông nó đỡ chống cái đầu xe và cũng giúp cho quý vị chặn những cái đồ vật nhỏ gọn như là áo mưa hoặc là những cái túi nhỏ. Giúp cho chiếc xe thêm phần thể thao mà không bị mất đi cái phần tiện dụng, mà không bị mất đi cái tính thể thao của chiếc xe. Ở đằng bên trên thì xe được trang bị tay bấm xả 7 số 3x7 tốc độ của hãng Shimano, bấm để lên lip và nhả để về lip. Đây là tay phanh. Ghi đông xe cũng được thiết kế theo tông của màu của xe, đó là đỏ đen. Ghi đông nguyên bản có chữ Equip, không có chữ PET, thì nó cái vị trí bố trí chữ nó hơi ít nên là hãng chỉ bố chữ chị Equip là để nhận dưỡng thương hiệu. Chiếc xe này có giá khoảng gần 5 triệu đồng thôi. Thì quý vị muốn biết giá chính xác hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại dưới video hoặc là inbox Zalo chúng tôi. Tôi sẽ tư vấn quý vị những cái phụ kiện, chính sách bảo hành bảo dưỡng quý vị được hưởng khi mua xe đạp tại website xe đạp Hải Phòng .com của chúng tôi. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao hãy ấn like video và subscribe kênh, ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký hãy ấn nút chuông để quý vị là những người mà được YouTube ưu tiên hiển thị những video đầu tiên chúng tôi up lên mạng. Xin cảm ơn quý vị đã xem video, hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.